Ngược. Rồi em. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Ra! Anh mặc kệ tôi. Nhìn bộ dạng cô là biết ngay cô thất tình rồi. Xin lỗi, tôi đã làm dơ áo của anh. Mày muốn gì nữa đây? Anh họ à, trong mắt của anh tôi luôn là kẻ gây rắc rối sao? Bây giờ mày muốn gì? Tôi làm dơ áo của anh tôi đã xin lỗi rồi. Chẳng lẽ anh không bỏ qua cho tôi được nữa hả? Con người của mày hết thuốc chữa rồi. Anh cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Đừng có đó mà dạy đời người khác. Chào anh, cho tôi gặp quản lý. Tôi là quản lý ở đây. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, tại đây đang tàn trữ một lượng ma túy rất lớn. Tôi đề nghị cho kiểm tra toàn bộ vũ trường này. Đây là lệnh khám xét, xin mời anh xem qua. Anh hãy đưa cho chúng tôi toàn bộ hợp đồng lao động của các nhân viên trong vũ trường này. Được, các anh cứ việc kiểm tra. Rồi, cảm ơn anh. Lần này tao cho mày ở tù cục xương luôn. Cái áo này của ai? Dạ, của anh Sơn. Báo cáo, phát hiện một gói bột trắng, nghi ngờ là heroin. Phát hiện gói bột này ở đâu? Dạ, trong túi áo. Áo này của ai? Dạ, của anh Sơn. Anh Sơn có ở đây không? Dạ có. Cho mời anh Sơn lên đây. Rõ. Mời anh. Dạ đây là anh Sơn.
Chào anh. Công an đã phát hiện trong túi áo của anh có một cái bột màu trắng, mà không biết nó là gì. Làm gì có chuyện đó? Tụi mấy bài trò hại tao phải không? Không biết ai hại ai. Công an tìm chú, chú phải giải thích cho rõ ràng đó. Mời anh. Mời anh. Dạ, cảm ơn anh. Thưa cán bộ, chắc chắn là có ai hãm hại tôi. Nếu mình không làm điều ác thì đâu có ai gây thù chuốc oán cho mình. Mày nói vậy là có ý gì? Cũng may trong túi áo của anh chỉ là gói bột mì, chứ nếu mà heroin thì anh gặp rắc rối to rồi. Sao? Bột mì hả? Thất vọng lắm à. Mày cho là tao làm chuyện này hả? Cái đó là anh tự nói, nhưng mà tôi nghĩ là anh không có ngu gì mà chuốc dây vào thân đâu. Đâu có ai vừa đánh trống vừa la làng. Mày giỏi lắm. Tôi đã kiểm tra kỹ, đây chỉ là bột mì. Sau này đừng có gấp lửa mà bỏ vào tay người khác nữa, có ngày sẽ mang quả đó. Tôi không biết mấy người nói gì hết á. Em, lúc nãy tại vì vũ trường có công an kiểm tra, chắc là không có làm ăn gì được nữa rồi, đúng không? Đi chơi với anh nha. Nhìn cái bản mặt của anh là mất hứng. Em không cần diễn đâu, giá của em bao nhiêu anh sẽ trả gấp đôi. Đồ điên. Cô tưởng cô là ai mà chảnh với tôi hả? Cô cũng chỉ là hạng gái cho người ta mua vui thôi. Cảm ơn anh đã hợp tác. Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi mà. Chào anh. Chào anh. Cảm ơn anh. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi. Cuối cùng không có ai bị gì cả. Tôi đi về được rồi. Thằng này cũng biết chạy theo người ta nữa. Lần này mà không nhờ Đông Vi hả, bốc lịch lâu lắm đó. Cô làm gì ở đây vậy? Có phải anh vừa làm chuyện gì xấu nên nhìn thấy tôi mới giật mình đúng không? Tôi có làm gì xấu đâu. Tôi sẽ trả cho anh gấp 5 lần số tiền mà Sơn Trâu trả cho anh, với điều kiện là anh phải làm việc cho tôi. Làm việc gì? Thế nào? Như vậy là ý gì? Cầm lấy đi rồi làm việc cho tôi. Còn nếu không thì tôi sẽ gọi điện cho Minh liền. Thôi được rồi, tôi sẽ làm cho cô. Chạy đi.
Chào cô. Chào cô. Không nói được một tiếng xin lỗi với mình, đúng là đáng ghét mà. Người như anh ta có phải ném vào trong sọt rác mình cũng không tiếc. À không, phải bầm nát anh ta ra mình mới hả giận. Tại sao mình cứ nghĩ tên ta hoài vậy? Mình đã nói là phải bầm nát anh ta ra là mồi cho cá ăn. Sao mình cứ nghĩ tên ta hoài vậy? À không, hay là bỏ anh ta vô ổ kiến lửa, cho kiến lửa nó bò xung quanh, cắn anh ta chết tươi luôn. Tôi đang ghét tới như vậy sao? Đương nhiên rồi, không những đáng ghét mà còn khó ưa nữa. Không thể nào chịu đựng nổi. À, cô nói đúng đó. Tôi thấy mình cũng đang ghét thiệt. Đang nói chuyện với tôi, anh bỏ đi đâu vậy? Tôi đi tìm ổ kiến lửa, cho nó cắn tôi chết thì cho cô vừa lòng. Anh cũng rảnh quá ha. Tôi đang rảnh mà. Nếu mà anh đang rảnh thì vô lấy xe đưa tôi đi về. Ủa, cô hết giận tôi rồi hả? Ai nói là tôi hết giận anh chứ? Anh làm cho tôi, anh làm cho tôi tức chết đi nè. Đi vô lấy xe đưa tôi đi về. Tuân lệnh. Con gì đang bò kìa. Ghê.